Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy, kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam mới được thành lập trong 10 năm, nhưng đã có được sự phát triển vô cùng ấn tượng. Sau 10 năm chính thức phát sóng, đến nay các phóng viên, biên tập viên quay phim của kênh đã có mặt ở mọi miền Tổ quốc và nhiều nước trên thế giới, kịp thời truyền tải những thông tin đến với công chúng khán giả. Kênh truyền hình VOVTV đã thể hiện được vai trò của mình trong một đơn vị giàu truyền thống là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong thời gian tới, kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát triển thành kênh chuyên biệt về văn hóa du lịch. Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ nặng nề, cần sự cố gắng, nỗ lực của Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng như mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của kênh. Đồng chí đã được giao nhiệm vụ có một cái kênh thông tin mới là văn hóa du lịch. Đây là một lĩnh vực rất là đa dạng, và nhu cầu phát triển rất là cao, mà văn hóa bao giờ cũng là một vấn đề rất quan trọng nhất của một đất nước. Và chúng ta văn hóa đi được, chúng ta lĩnh vực văn hóa là chính, mà du lịch là một kinh tế mũi nhọn của nghị quyết Bộ Chính trị. Mong rằng văn hóa và du lịch một kênh mới sẽ được phát huy trong cái tình hình mới, nhu cầu mới của đất nước, trong việc giữ nước và phát triển kinh tế của đất nước. Với yêu cầu rất là nặng nề và cũng là nhu cầu của một cái đài phát thanh truyền hình trong thời kỳ mới, trong môi trường cạnh tranh và kỹ thuật mới, tôi tin rằng VOV truyền hình sẽ phát huy cái kết quả 10 năm anh em phấn đấu quyết tâm trao dồi nhiều nghiệp tốt hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa, rèn luyện tốt hơn nữa để đóng góp vào cái thành quả chung của VOV, Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam của chúng ta, một cơ quan quan trọng của Đảng Nhà nước chúng ta về truyền thông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nhu cầu tiếp nhận thông tin về văn hóa du lịch là một nhu cầu rất lớn. Do đó, việc phát triển kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam thành kênh chuyên biệt về văn hóa du lịch thể hiện sự nhanh nhạy, nắm bắt kịp thời nhu cầu thông tin của công chúng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là một bước để thực hiện hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn của cả nước.